I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching. Em nhúng mấy trái à? Nhúng phục mấy trái à? Kho báo. Mai mới cái giấy được mà. Đúng không? Người dân xem đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Hôm nay nhiều khi á, em dọn xong em bắt được mấy con chuột con ở trong đó về nuôi. Nè cô, nó làm ổ nè cô. Nè nó làm ổ nè. Mấy cái này là chuột tha vô. Nó làm ổ trong đó. Xe hơi anh mà chuột nó vô luôn á. Bây giờ làm hình như là 4 triệu mấy á. Hãng nó mới gọi báo thì chuột nó vô làm ổ trong á, mà sao vô xe mình chạy hàng ngày mà vô vẫn vô được hay tắt. Anh ơi, cái chị kia đang dưới quê chưa về kịp. Hẹn là ngày mai gặp luôn. Rồi rồi. Mà đúng tên là được nha. Dạ dạ. Mày nói có thắng không? Cái này phải mở rồi biết rồi mới biết được. Thì này nó liền giống nè. Sau bao nhiêu ngày khó khăn vừa tìm xe rồi vừa chỉ cho cách giấy tờ xe rồi dọn một đống gọi là rất là tiềm năng kho báu ở trong con xe, thì như đây cũng biết là ở trong xe có rất là nhiều kho báu giống dán chuột, nó tha đồ ăn vô nữa đóng luôn. Thì khi bên mình làm á, bên mình có quay clip và bên mình gửi hình ảnh hết đó. Thì bây giờ cảm nghĩ sau khi nhận xe. À, cảm nghĩ về em thì lúc đầu thì nó rất là nhớp nhúa, và nói chung cái xe này nó nhờ sự anh Minh là nó làm lại là nó y như con xe thùng luôn, rất mới á. Nếu như mà để thêm ngày hai ngày nữa thì bên anh đánh tiếp thì đó, tại vì cái con xe này cơ bản là như
thợ bên anh đó, đó cameraman là nó ố lâu năm nhưng mà máy nó vẫn còn ngon, tại vì xe nó để một chỗ thì phải rửa 2-3 lần, có nghĩa là rửa xong rồi để cho nó ráo rồi rửa tiếp rửa lại đi 2-3 lần vậy đó. Rồi em cũng thấy là tháo hết bên trong ra, làm hết mọi thứ bên trong, rồi từ cái cổ bô là nó thấy không, làm hết mọi thứ, cái gì làm mới được là cho nó mới, thấy chưa? Mọi thứ đó, cái gì cho nó mới. Còn mấy cái này thì mình giữ lại, tại mấy này là do cái sơn rồi, cái sơn nó chấp mình không thể nào chấp vô được, nhưng mà cục máy anh dưỡng cho cục máy rất là đẹp, thấy không? Cục máy rất là đẹp đó. Dưỡng cục máy lại rất là đẹp, sơn là anh dưỡng lại hết, thấy chưa? Tổng sơn mấy bữa là coi như là nhìn nó kiểu như là nó móc reo luôn, nó không thể nào sử dụng được luôn á. Nó nhưng mà bây giờ anh đã cứu lại được, thấy không? Cứu lại kể cái vỏ, thấy không? Để cái vỏ rồi yêu cầu biển số đúc gầm là có luôn. Rồi ra đây là đòi đèn chờ sáng là mình tư vấn luôn, ảnh đòi 7 màu. Anh em thấy mình có em mà nói 7 màu xấu lắm, để màu trắng đây, 7 màu á, anh em chạy từ xa nó giống như cái bàn thờ ông địa đó. Nhìn từ xa nhìn tưởng bàn thờ ông địa nó màu trắng. Và bên đây á mình sẽ làm đèn, là đèn này bên mình không còn đâu, bên mình chỉ còn đèn zin thôi, còn cái đèn mà đèn sáng không còn đâu, tại vì nó sẽ là một bên pha cốt, khỏi lắp chợ sáng thì mình lắp cái bóng siêu sáng này. Đó, bình thường là bóng này nó sáng, đề máy là nó phải sáng, là bóng này bóng như zin, là ánh sáng trắng là nó như zin vậy đó, đúng không? Là không hao bình hao điện, nó ít hao hơn cái bóng dây tóc luôn, tại nó bằng led. Nhưng mà cái bóng này siêu sáng thì nó sẽ hao hơn, rất là sáng ha. Rất là sáng, nhưng mà không có bật nhiều hao bình, chỉ là chừng nào mà đi đường quá tối. Mình đi đường quá tối thì con xe này không những là làm vệ sinh từ trong ra ngoài mà làm rất là nhiều thứ anh em. Bô thắng, dĩa thắng, rồi máy móc, rồi động cơ, nói chung là làm rất là nhiều và chi tiết về. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ mình dắt ra cho giọt dòng đi. Nè anh em, quay những chỗ này nè, để ra đây quay. Ra ngoài trời quay. Đắt. Trời quay ra trời tắt hay tắt. Rồi anh em thấy đẹp không? Ra ngoài đây thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều và mình rất là tâm huyết. Nếu như con này mà để mình 1-2 ngày nữa là mình sẽ ráng đánh thêm vỏ bóng nữa anh em, cho đẹp xíu. Nhưng mà tại vì đây nè hối anh em, hối. Người làm không hối mà người lấy hối. Thấy không? Đó, mọi thứ. Cái này anh em phải đánh 1-2 lần nữa thì nó như mới. Nhưng mà gì là mới rồi. Dạ, mới tin. Thì nhưng mà anh thì em biết rồi, anh rất là khó tính trong cái xe. Chiếc xe nào cũng khó nên mình muốn cho nó đánh nó một số cái. Nhưng mà gì thì nếu như mà khách đó mình giao cho khách như gì là được rồi. Nhưng mà như anh thì anh còn thích hơn xíu nữa. Đó. Cái này là bát đúc gầm bên mình thiết kế. Cái này á, lỡ ấy thì mình có thể mở ra. Nhưng mà phải dặn ốc siết đàng hoàng lại nha. Không thôi là nó lỏng, mở ra mở vô nhiều thì chỗ này sẽ lỏng. Rồi xi nhan, đòi xi nhan thì đó có xi nhan luôn. Đòi cái gì là được cái đó anh em. Đó. Thì nó phải là xi nhan của cái này, hình dung không? hiểu chưa, hiểu không? Bữa anh giải thích chưa? Hiểu rồi đó. Bữa gọi điện không hiểu hết, tự nhiên mất xi nhan, có xi nhan mất cái đuôi gì tùm lum hết. Thì đó, anh nói giờ nói làm gì nè, được không được thì thôi. Như thế này đẹp hơn, còn kia thì nó xấu quá. Xe anh em hiểu không? Cái xe mà gần 3 năm không sử dụng rồi, nó ghê lắm. Mà cái người chủ xe này không có ở Việt Nam, mà cái người giữ xe này lại là người không có rành về mô tô, cho nên nhìn chiếc xe nó quái lắm, chuột bọ đồ. Băng keo là quấn lại rồi đó. Rồi ok ha, vậy thôi, bàn giao xe. Rồi có cái gì thì cứ anh nói này ha. Thì những con này xài lâu năm thì không biết giữ thì nó sẽ xét giống như mấy đợt á. Mấy đợt thì nó gớm lắm. Mấy đợt biết rồi mà đúng không? Thì đó, mấy cái này phải giữ để đỡ xét. Muốn giữ cho đỡ xét thì cứ chạy qua đây rửa. Lâu lâu cứ qua đây cho tụi nó chăm sóc một lần là nó đỡ. Còn như mấy bữa là nó xét hết toàn bộ, hỏi chủ xe coi, đi qua coi xe xét hết toàn bộ. Nhưng mà mình coi á, con này máy ngon, tại vì máy nó vẫn còn ngon nên lụm liền, lụm. Còn cái dàn ngoài dàn trong là nó ghê liền, dàn ngoài dàn trong mà nhìn nó rất là ghê. Rồi ok, giờ giao xe. Cảm ơn anh em nha, anh em nhớ đăng ký kênh và subscribe để mình phát triển kênh mình mạnh hơn, để cho anh em coi được những cái clip như thế này.